Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 9, lực lượng tìm kiếm thi thể đã tìm kiếm được thi thể của một người bị mất tích tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Nạn nhân là ông NVS, sinh năm 1968, chủ hộ của gia đình có 4 người. Cả 4 người trong gia đình ông S đều được xác định đã thiệt mạng và mất tích. Đến thời điểm hiện tại, có 2 người đã tìm thấy là ông NVS và bà HTM, sinh năm 1937. Còn 2 người mất tích là bà Nguyễn Thị Mẫn, sinh năm 1968, và anh Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1992. Hiện tại, tại Làng Nổ đã ghi nhận 53 người thiệt mạng, 13 người mất tích, 15 người bị thương đang điều trị tại các bệnh viện. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, lượng đất đá vùi lấp lớn, địa bàn rộng, hiểm trở, thời gian xảy ra sự cố đã khá lâu, từ ngày 10 tháng 9, nên gặp rất nhiều khó khăn. Sau đợt mưa lũ, ở các huyện, thị xã, thành phố xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở mới, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân cư,